tế bào đuôi gai đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Cụ thể, chúng giúp tập hợp các tế bào trình diện kháng nguyên hoặc APC và trình bày chúng với các tế bào khác trong hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như tế bào T. Khi làm như vậy, chúng giúp kích hoạt phản ứng từ hệ thống miễn dịch. Hoạt động của các tế bào đuôi gai cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong một số loại liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư. Ví dụ, liệu pháp dựa trên tế bào đuôi gai có tác dụng huấn luyện các tế bào đuôi gai nhận ra các kháng nguyên đặc hiệu cho khối u. Về lý thuyết, điều này cung cấp cho cơ thể các công cụ cần thiết để tự phát hiện và chống lại các tế bào ung thư. Những phương pháp điều trị này có thể giúp vượt qua những trở ngại mà cơ thể phải đối mặt với bệnh ung thư. Ví dụ, các khối u có thể đánh lừa và nhầm lẫn các tế bào đuôi gai có thể tiêu diệt nó, làm suy yếu khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Trong một nghiên cứu hồi cứu mới, các nhà nghiên cứu kết luận rằng vitamin E, đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa các tế bào đuôi gai và tiếp thêm sinh lực cho chúng, cải thiện phản ứng của bệnh nhân với các loại liệu pháp miễn dịch khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ những bệnh nhân đã được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch tại bệnh viện MD Anderson. Kết quả phân tích được công bố trên tạp chí Cancer Discovery. Vitamin E mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, mặc dù nó chủ yếu hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp giảm lượng oxy phản ứng tạo ra khi chất béo bị oxy hóa. Nó được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các loại hạt, trái cây và rau. Từ phân tích của họ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vitamin E có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một số điểm kiểm soát quy định trong các tế bào đuôi gai kích hoạt. Cụ thể, nó có vẻ như vitamin E liên kết với protein một bảng tên Helena. Đây là một điểm kiểm soát quy định quan trọng trong các tế bào đuôi gai. Bằng cách ngăn chặn dấu hiệu điều tiết này kích hoạt, các tế bào đuôi gai có thể kích hoạt và khuyến khích sự phát triển và giải phóng tế bào T trên khắp cơ thể, tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể. Các nhà nghiên cứu tin rằng những phát hiện này hướng tới những hướng đi mới cho các liệu pháp miễn dịch dựa trên đuôi gai trong tương lai. Họ không chỉ phát hiện ra rằng vitamin E giúp tăng cường khả năng miễn dịch mà còn cho thấy rằng protein một bảng tên Helena có thể là một mục tiêu điều trị khả thi trong các liệu pháp điều trị trong tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!